Rồi trong cái clip này anh lại bắt đầu hướng dẫn tiếp làm cái phần tóc quặn đằng sau rồi nhé. Anh nghĩ đây sẽ là cái phần khó nhất ở trong cái bài này. Thế nên là trước khi làm một lại anh sẽ phải giới thiệu qua một số những cái công cụ cơ bản để cho các bạn nắm được ạ. Để cho các bạn mở lại cái clip này nhé. Cái này anh đã nói qua rồi ở trong cái bài Charter 2 này, cái bài làm cái phần khóa phần tuyển áo khoác. Đây, các bạn xem lại cái clip này nhé. Thì ở trong cái clip này là anh nói về cách tạo một cái khóa từ việc tách hai cái mesh này ra. Đấy, hai cái polygroup này, và mình có thể tạo được từ tạo được một cái khóa kéo phép mơ tuê ấy từ những cái rãnh này, từ những cái rãnh này. Bây giờ anh sẽ làm lại cái clip này nhá. Thì mình append này. Cái này thì anh chỉ giảng lại thôi, cái này các bạn không cần phải làm đâu. Rep. Shift F này, các bạn sẽ thấy đây nó đang là một khối, nó đang là một khối, một cái polygroup, một polygroup. Anh nhấn Ctrl Shift F, Ctrl Shift này, Ctrl W, Ctrl Shift hiện ra. Đó, các bạn sẽ thấy bây giờ anh đã tách nó ra thành hai cái polygroup. Ctrl Shift. Đó. Thì bạn sẽ thấy nhé, mình có thể tạo được một cái đường phép mơ tuê, mình có thể tạo được một cái đường cớp theo đúng cái đường này. Đấy, trong ZBrush nó có cái trò đấy, có thể tạo được đúng một cái đường như thế này, một cái đường phép mơ tuê. Anh bỏ bớt cái này đi. Đây là cái polygroup này, hai polygroup. Mình chỉ cần quan tâm là nó kết thúc ở đây đi, và nó sẽ kết thúc đến đây. Poly spy group. Đấy, cho đường nó mềm lại một chút. Xong mình vào stroke này, vào curve function, bỏ border với crease edge đi, để lại cái polygroup thôi. Đấy, vào frame mesh ở đây này, nó sẽ có những cái đường chấm chấm này, đó chính là cái đường curve. Mình nhấn B rồi chọn cái zip, imm zip này đi, ấn thẳng vào đây, để cho nó nhỏ nhỏ thôi, ấn vào cái zip này, ấn vào đây. Hiện tại nó đang có, nó bảo là đang có cái multi subdivision level này, thì mình delete rồi đi, ấn lại vào, thế nó sẽ tạo ra một cái phép mô tuy ở đây, nó bị to quá mình làm nhỏ lại, ấn vào đây, đó. Sau khi kết thúc xong ấn ra ngoài, CFF bỏ lưới đi. Vậy thì mình ứng dụng được cái gì vào cái bài của mình? Đầu tiên nhé, mình cũng sẽ tạo một cái đường curve như thế này. Mình phải làm sao, mình phải tạo một đường curve như thế này, rồi sau đó mình dùng cái bút, cái bút làm tóc ấy, cái bút làm tóc đấy, cho nó bắt theo cái đường này đấy, thế là nó sẽ bám theo. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nhé. Cái này mình bỏ đi. Cái này anh chỉ giới thiệu, nói lại về cái nguyên lý làm việc thôi. Còn cái bút của nó thì ở đây nhé. Ấn vào sổ ra này. Ấn vào cái line box ấy để nó sổ ra. Sau mình tìm. Nó có một cái bút làm tóc. Đây có bút làm xích này.
Đây, nó là cái bút này. S M I M M Mitsuami gì gì đấy đây. Mình kích đút vào. Rồi đây, bây giờ nó sẽ có một cái đường lọn như thế này. Giờ mình bắt đầu mình vẽ nhé. À, nó bảo đấy, nó lại bị dính cái lỗi lúc nãy là do chúng ta đang có nhiều cái subdivision level đấy. Phải free free đi, ấn lại vào rồi. Ok rồi, bây giờ nó đang bị dính này, nó đang bị dính vào cái con nhân vật của mình, nó đang bị dính vào con nhân vật của mình. Bỏ đi, Ctrl Z lại, bỏ hết đi. Rồi, đây chính là cái nguyên lý để mình tạo ra được cái phần tóc như này, tức là mình sẽ sử dụng cái bút này. Và vấn đề bây giờ là làm sao mà tạo ra được một cái bút mình làm sao mình có thể tạo ra được một cái tóc nó thật là ngon. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nhé. Tiên mình sẽ để nó ngắn ngắn thế này thôi. Sau đó bây giờ mình sẽ mút này. À, để nhỏ nhỏ thôi. Cái này nó đang không ở trung tâm này. Vào brush này, vào depth, chỉnh cho nó về không. Ok, ấn lại vào đây. Đợi cho nó về trung tâm. Cái này đang bị to quá nên mình giảm bút xuống nó một chút. Rồi. Hiện tại bây giờ cái này ấy, nó có to nhỏ nhiều kệ nó, mình chưa cần quan tâm đâu, mình quan tâm đến cái form của nó thôi. Cái này chủ yếu làm sao mình để cho nó đẹp đẹp một chút là được. Ra. Nhớ cái bút xanh này là bút di chuyển này, bút đỏ này là bút chỉnh sửa về cái kích cỡ này. Đấy, bút xanh này là bút di chuyển này. Mình lóc cái đầu lại này, mình lóc cái đầu lại. Vào stroke này. Ấn vào lock start. Đấy, thì như này nó sẽ cố định cái đầu lại. Mình sẽ để cái ảnh này sang bên phải nhá, cho nó đỡ vướng. Bây giờ mình nhiệm vụ của mình bây giờ là uốn làm sao cho nó đẹp thôi. Nào, đầu tiên là nó sẽ đi vào cái đằng sau này. Mình sẽ uốn dần dần chút một. À, khoan đã. Ở đây mình có chút nhầm lẫn này. Cái phần tóc này của nó sẽ bắt đầu từ đây nhá. Cái phần này nó là một khối hoàn toàn khác. Phần này mình sẽ làm nó, mình sẽ làm riêng. Đó, vậy thực tế là cái phần tóc này của nó là ở phía dưới này. Đó, nó ở đây cơ. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chỉnh lại này. Rồi. Mình chất theo cái góc mình sẽ chất theo cái góc nhìn này. Nó sẽ như thế này. Đấy, thế là cái phần này lại đẩy lên một chút. Cái phần này nó chỉ đi đến đây thôi. Cái phần này nó làm một cái cục khác rồi. Vậy thì mình chỉ cần đi được đến đây thôi. Rồi bây giờ mình chỉnh những cái góc khác để cho nó đẹp đẹp một chút. Bạn nhớ nhé, chỉ được phóng to thu nhỏ cái bút màu xanh dương này thôi.
đừng phóng to thu nhỏ cái bút màu đỏ. Phóng to thu nhỏ bút màu đỏ là toạc ấy, là chúng ta sẽ bị thay đổi cỡ của cái tắc này. À, cái này ngoài ra chúng ta có thể chỉnh được rồi. Để xem nào, curve function. Để cho ở giữa nó phình ra. À, cái này thì không tác dụng rồi. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh cái đoạn này, nó sẽ vòng xuống này. Cái phần này sẽ hơi vòng ra đằng trước một chút. Đấy, khi làm tóc này mình nhớ là phần góc nào mình làm cũng phải đẹp nhé. Quyền xếp file cái vào chắc. Chỗ này đang hơi quá. Đấy, mình chết mọi góc đều phải đẹp nhé. Thì lúc nào mà bạn làm ấy thì anh nghĩ là sau khi mà làm cái phần cớp này, khi nào mà cảm thấy ưng rồi nhá, thì đừng vội xếp lại mà gửi cho anh để anh check trước nhé. Tại vì cái này mà về sau sửa rất là khổ. Đấy, cứ nên gửi cho anh check một lần trước. Trước khi ok nhé, tức là để nguyên cái dạng cướp như thế này này, xong gửi cho anh xem. Rồi ok, sau khi mình làm xong nhá, mình ấn ra ngoài. Đó, nó sẽ mất. Mình sẽ làm tiếp cái cục này nhá. Cái cục này. Rồi ok, bây giờ mình append một cái khối sphere vào. Sự an này xoay xoay ra, mình co cho nó bẹt bẹt lại một chút, kiểu hình quả trứng. DST này.
giữ control này, đổi sang cái bút dot này, bật ấn x nhá để cho nó đổi sừng. Đấy, tô này giữ control inverse lại, giữ an. Giữ control ấn vào để cho nó mềm ra. Rồi, giữ control bỏ đi. BMV. Phần này cho nó phình phình ra một chút này. Cái này mình cho nó bẹt lại một chút. À, cái này mình split ra này. Nó đang bị dính vào cái phần dưới này. Rồi, ok. Xoay lại cái trục. Bé lại một chút. Rồi bây giờ mình move cho nó phồng ra, bỏ đuôi sướng đi để mình đẩy nó sang bên phải một chút. Rồi bây giờ mình nhìn tổng thể xem. Rồi nó sẽ tạo thành cái đường như này. Mình nghiêng lên một chút. Rồi giữ an ấn vào đây. À, sau khi mình split ra thì nó sẽ thành ba cái khác nhau này. Mình mở nó vào, mở down, chọn cái trên cùng nhé, mở down, mở down. Đấy, đây mình chỉnh lại cái form nó một chút, dùng bút rộng rộng ra một chút nhé, không hỏng. Các bạn chú ý là cái hình của nó sẽ có cái hình bầu như thế này. Nó sẽ có hình bầu như thế này. À, cái bầu này nó rất là to nhá. Bây giờ mình sẽ so cái bầu này với cái tỷ lệ đầu nhá. Mình cứ lấy cái tỷ lệ đầu ra làm chuẩn thôi. Cái đầu đây. Đấy. Và cái cục này đây. Đấy, nó còn dài hơn cả đầu cơ. Tôi nghĩ cũng to phết rồi. Cho nó phình phình ra một chút thôi.
Đấy, ok, sau khi làm xong rồi thì Jiren Master cho nó một phát Geometry Jiren Master để 2 thôi. Đó, ok, lưới ngon rồi. Và tiếp theo bây giờ mình xử lý đến những cục ở phía dưới nhé. À chưa, nghĩ là mình nên xử lý nốt mấy cái kia đi cho nó gọn. Đây, xử lý nốt mấy cái cục phía dưới này cho nó gọn. Trước tiên là mình cứ làm ra form cho nó đã, ra cái form chính nhá. Khi mình dựng hình không bao giờ làm theo kiểu chi tiết luôn nhá. Ví dụ làm cái này này, xong làm cái này, rồi lại cái đến cái này. Cái đây. Đừng bao giờ làm như thế. Mình sẽ luôn làm tổng thể hết một lượt đi, xong mình sẽ đi dần chỉnh sửa chi tiết dần dần chút một cho đến khi nào xong rồi thôi. Bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái đống rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ append vào khối sphere đi. Đây, cho nó thấp thấp xuống một chút. Đó, bây giờ vấn đề làm sao là mình phải làm cho cái khối này nhìn nó liên kết lại với cả cái miếng mà chúng ta đang làm. Đấy. Chỉnh các góc làm sao nhìn trông cho liền mạch một chút. Đấy, cái này nó sẽ như này. Thì anh nghĩ là cái phần này nên dịch lên một chút nhỉ. Đấy, nó sẽ như thế này. Thì mình cố gắng làm sao mà nhìn trông cho nó thật là mềm mại là được. Anh nên lấy hình trụ rồi. Duplicate nào nó phát. Cái này nhá, mình có thể dùng luôn cái bút. Mình có thể dùng bút này, Fillet. À, mình tận dụng luôn cái tóc ở phía trên này. Đấy, mình có cái tóc ở phía trên này, mình tận dụng luôn. Đấy, mình có thể lấy cái này. Đó, duplicate à. Đấy, ngon luôn. Nó sẽ kiểu như này. DIN vuốt nhẹ cho nó phình ra. Đấy, ngon luôn. BMV. Rồi giờ mình check cái góc này xem. Đấy, làm sao mình phải tạo được cái độ cong như này. Đó, tạo được cái đường cong.
check mọi góc. Bây giờ mình đã có đủ form rồi, bây giờ mình sẽ quan tâm đến cái phần to nhỏ của nó. Mọi người sẽ thấy ở đây nó phình ra này. Đấy, nó giống như là cái miếng này này. Nó giống như thế này này. Nó phình ra. Chỗ này nó phình ra này. Phình ra. Xong dưới này lại thắt này. Xong rồi lại phình ra. Thực ra mình không cần phải làm... À, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xử lý đến mấy đấy, bây giờ mình sẽ xử lý đến mấy cái phần này cho nó phình và to to ra. Mình xếp lại cho nó phát nhé. Rồi đến đây nhá, thì mình sẽ import một cái cylinder vào để đánh dấu. Nó cái này này nó sẽ trở thành cái dây buộc của mình sau này. Mình chưa cần phải làm gì nhiều đâu. Tức là các bạn quan tâm như rồi nó giống như kiểu mình đang lên block out ấy. Mình hiện tại chưa cần phải có quan tâm nhiều đến chi tiết đâu. Mình cần quan trọng ra cái form của nó thôi. Khi mà form nó đã lên được rồi ấy, thì cái tổng thể của mình nó sẽ lên rất là nhanh. Đó. Đánh dấu cái vị trí nó sẽ rơi vào tầm này. Rồi sau khi mình tách ra rồi nhá. Đó, bây giờ mình sẽ chỉ sau khi mình tách ra rồi, bây giờ mình sẽ chỉ quan tâm phần này thôi. Đó, thì cách làm việc của anh cũng là cũng thế, lúc nào mình cũng chia nhỏ ra để chị đừng có cố làm một phát cả cục làm gì. Nó sẽ rất là khó. Đấy, mình làm được cái phần thân của cái tóc rồi, xong rồi mình sẽ chia nó ra. Mình sẽ chia nhỏ nó ra. Bây giờ nhá, cái phần này bây giờ mình sẽ làm cho nó nhỏ lại này. Cái form này bây giờ nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ phình ra. Cái này thì đơn giản thôi, mình dùng bút múc. Nhưng các bạn nhớ nhá, là nó vẫn phải tạo ra được cái form của nó nhá. Cái flow này. Đó. Phải tạo ra một cái flow của nó. Cái này nó chéo này. Đấy, cái của mình nó cũng sẽ chéo. Rồi, bây giờ mình ấn nút nhỏ nó lại một chút. Rồi, đến cái chỗ này thì dùng bút BIN. Chế thôi, anh thấy nó đang bị ăn vào nhau nhiều quá. BMV, move vào lên.
múc cho to ra. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ xử lý cái phần dưới này nhé. Để phần này mình lại cũng cho nó nhỏ lại. Cái này bé bé lại nó thắt lại. Đấy, bạn tưởng tượng đây như đúng là cái dây của nó luôn ấy. Đây nó là cái dây luôn. À, nó sẽ thắt lại. Rồi, cố gắng múc khéo nhé. Chút một nó giống như kiểu mình đang vẽ cho cái phần thân của cái con nhân vật này nó bé lại ấy. Đừng cố đẩy đừng có đẩy một phát xuống như này. Chút một thôi, nhẹ nhàng thôi, đừng đẩy nhiều quá. Đấy, mọi thứ một chút một. Đấy, đến đây BIN vuốt nhẹ cho nó một chút cho nó phình ra để mình lấy cái form này. BMV. Đấy, chỗ này lại là cái chỗ thắt tiếp này, thì mình lại trụm cho cái phần đầu này lại. Sau nó sẽ có những cái dây để nó che những cái phần chập này lại. Một cái phần đầu này mình cũng phải làm cho nó trụm lại một chút này. Đấy, thì vì chỗ này nó có cái dây, nó buộc lại nên cái chỗ này nó phải thắt lại. Giống như mình túm lại. Đó, nó sẽ có cái điểm thắt ở đây. Phần này mình cho đẩy lên nhóm một chút. Nó phình cái hình chữ S này, rất là đều.
Nghĩ có lẽ cái phần này sẽ phải phình hơn một chút nữa này. Cái phần này nó sẽ phình, để anh tính theo cái đùi nhá. Nó phình cỡ gấp đôi cái đùi. Đến cái này thì BOR. BDS. Mình cứ đánh dấu tạm cho nó vào đây. Đấy, nó sẽ thấp như này, đánh dấu tạm thôi. Đấy, xong rồi mình về sau mình sẽ có những cái dây nó thắt hết rồi đây, nó chặn hết lại. BMW. Bạn chú ý những cái flow của nó nhé. Đây, ví dụ như cái đoạn này từ đây ra đây nó đang bị hơi cứng này. Đây, để cho ra cái sản phẩm ok nhất thì anh khuyên các bạn nên update file, gửi file anh check liên tục nhé. Thì những cái này mà mình làm sai rồi lỗi rồi sau sửa khổ á. Vòng cung này một chút. Rồi ok. Trông như là cái đuôi đuôi bọ cạp ấy. Đó, anh thấy nó cũng khá là ok rồi. Thì ở clip sau anh mình sẽ bắt đầu mình đi cẩn thận chi tiết hơn nhá. Ok, xin chào các bạn.